Chào bạn, mình là Thanh Tâm, chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động cho tất cả các hộ gia đình. Mình đã làm trong ngành này tới ngày hôm nay là được 8 năm rồi. Thì hôm nay là Tâm sẽ chia sẻ cùng với các bạn một cái chủ đề lý do tại sao con người mình bị bệnh. Mình sẽ trao đổi với nhau trong vòng 10 phút. Các bạn biết là lý do tại sao ngày hôm nay con người mình bị bệnh rất là nhiều, giống như là ở chung một nhà, nhưng mà đa số là sẽ mắc những các căn bệnh giống như là tiểu đường, tim mạch, huyết áp hoặc là ung thư. Những cái vấn đề đó, những cái vấn nạn đó các bạn có quan tâm không? Đó thì các bạn có đặt câu hỏi là tại sao có những cái căn bệnh đó. Vì ngày hôm nay chúng ta đa số là chúng ta ăn uống theo thói quen, chúng ta ăn theo thói quen, thích thích ăn cái gì thì ăn. Giống như là có những bạn trẻ không thích ăn rau, không thích ăn trái cây, rồi thích ăn mì gói, rồi thích ăn đêm đó. Vì cái lối sống của chúng ta không có lành mạnh đó. Nếu mà lối sống của chúng ta lành mạnh đó, thì chúng ta phải là sáng là chúng ta ăn sáng và ăn thực vật, rồi đến trưa là ăn trưa, và chiều thì chúng ta ăn trước 5 giờ chiều đó. Rồi chúng ta lại là không có thói quen bổ sung dinh dưỡng hàng ngày. Chúng ta cứ nghĩ là ngày hôm nay chúng ta ăn uống đã đầy đủ rồi cho nên chúng ta không cần bổ sung nữa. Có nhiều người nói là tôi còn khỏe lắm, tôi không cần phải bổ sung dinh dưỡng, tôi không cần chăm sóc sức khỏe để làm gì đó. Nhưng mà các bạn biết rằng là sức khỏe của chúng ta mà nó đến với chúng ta, nó sẽ không có thể ở lâu với chúng ta, và đến một ngày nào đó nó sẽ rời chúng ta, thì chúng ta mới thấy được là chúng ta sẽ hối tiếc là chúng ta đã bỏ qua một cái cơ hội để chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân của mình và chính gia đình nhà mình. Chỉ có những người bạn nào đang trên bờ vực mà đang mất dần về sức khỏe, giống như một ly nước vậy đó, nó đang cạn dần, thì chúng ta mới thấy được là quý. Còn những người bạn nào mà thấy ly nước của chúng ta còn đầy thì chúng ta không quý về sức khỏe đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ có những giây phút ngắn ngủi để mình bàn luận với nhau lý do tại sao con người mình bị bệnh. Rồi bữa sau, clip lần sau Tâm sẽ chia sẻ vô cùng với các bạn là nguyên nhân nào dẫn đến những căn bệnh không lây giống như là tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, ung thư, và phương hướng mình sẽ điều trị như thế nào để có hiệu quả hơn các bạn ha. Rồi nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho bấm like và đăng ký và chia sẻ cho 5 người bạn của mình cùng cùng xem ha. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video clip của Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.